quý vị và các bạn, chào tối ngày mai 25 tháng 4, lễ công bố thành lập thị xã Tịnh Biên sẽ được long trọng tổ chức trong không khí hào hùng, hân quang của cả nước, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, khắp các nẻo đường thị xã Tịnh Biên rực rỡ cờ hoa, đường phố đô thị xanh sạch đẹp khang trang, nhà nhà người người náo nức khi thế thì đùa, chào mừng Tịnh Biên thị xã, chào đô thị mới trùng biên. Trước thời khắc này, hãy cùng chúng tôi nhìn lại một lần nữa quá trình hình thành và phát triển của thị xã Tịnh Biên. Nằm ở phía tây nam của Tổ quốc, tỉnh Biên là một địa bàn trọng yếu, là lá chắn quan trọng bảo vệ vững chắc cửa ngõ phía tây của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây còn là cửa ngõ giao thương dùng du lịch trọng điểm của quốc gia khi sở hữu cửa khẩu quốc tế tỉnh Biên Sầm Úc cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với dãy thất sơn hùng dĩ, với ngọn núi cấm linh thiêng, rừng tràm trà sư quyến rũ. Vào đầu tháng 7 năm 2018, Tịnh Biên được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 kể từ đó, Ủy ban Nhân dân quyền đã ra soát tổng hợp thực trạng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị nhằm xác định phân kỳ đầu tư. Trong 5 năm qua, với gần 100 hạng mục công trình, bộ mặt đô thị của tỉnh Biên đã thực sự có nhiều chuyển biến rõ rệt, đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hạ tầng của đô thị thị xã. Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, thu nhập bình quân đầu người là 55 triệu đồng, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tỉnh Biên năm 2022 đạt trên 620 triệu đô la Mỹ hệ thống đường giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, bệnh viện, nhà trang quá được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân. Thì so với nhiều năm về trước á, mình phải nói là tình hình phát triển rất là nhanh, cơ sở hạ tầng được tập trung được thực hiện rất là tốt. Hiện nay đời sống của nhân dân thì đặt lên cao, nhà ở thì khang trang, kiên cố đường thì mở rộng nhựa quá rồi bê tông quá vỉa hè thì thông thoáng đèn qua thì sáng rực thì nảy ra cái đứng về góc độ tôi là rất là thỏa mãn và đồng thời đó là cũng là tự hào là người dân của tỉnh biên Niềm vui, nối tiếp niềm vui khi ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sang nghị quyết thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. Thị xã Tịnh Biên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng gần 355 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 143.000 người của huyện Tịnh Biên, với 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 phường, Tịnh Biên, Nhà Bàn, Chi Lăng, An Phú, Nhân Hưng, Núi Doi, Thới Sơn và 7 xã, Giang Giáo, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, An Nông, Tân Lập và Tân Lợi. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới, là cơ hội thuận lợi để tỉnh Biên bứt phá dương lên. Ngày hôm nay thì tỉnh Biên của mình phát triển rất là xuất sắc, toàn diện. Có thể nói là điện đường, trường trạm đều rất là thỏa rắn cho người dân, giúp cho người dân có cái nhu cầu làm ăn kinh tế phát triển rất là tốt luôn. Khi mà hai tỉnh, tỉnh Biên mình được là nâng cấp lên thị xã tỉnh Biên thì tất cả người dân của chúng tôi rất là náo nức, vui mừng, sung sướng lắm, rất là sung sướng luôn những giá trị truyền thống cội nguồn cho thành tựu những năm qua luôn là điểm tựa để người tình biên vượt qua gian khó thành quả đó cùng ý chí quyết tâm và những mục tiêu dự định phát triển đang tạo cho dùng đất này một xung lực mới để tiếp tục cuộc hành trình đi tới tương lai ở đó, thị xã Tịnh Biên sẽ là đô thị cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, công nghiệp, trung tâm du lịch mang tầm quốc tế. Cảnh quan đô thị phát huy được văn hóa truyền thống của khu vực bảy núi An Giang, bảo tồn văn hóa lịch sử, cảm quan tự nhiên, một đô thị xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững phía tây nam của tổ quốc. Xin chào Tịnh Biên, chào thị xã Dùng Biên.